Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương anh chị ha. Trước mặt anh chị là đường liên huyện DH509 này anh chị ha. Đây đây cổng chào của nó này. Đó, cổng chào để đi ra huyện Phú Giáo này anh chị ha. Đó, đi thẳng đường này ra là mình ra được đường liên huyện DH512, DH507, DT741 anh chị ha. Về Thủ Dầu Một 45 cây, về thành phố Hồ Chí Minh 75 cây, về thành phố Biên Hòa khoảng 70 cây anh chị ha. Đó. Rồi, mình quay lại đây. Mình quay lại đây thì mình đi ra DH507. Ra ủy ban, ra trường học, ra trạm xá, ra trung tâm hành chính xã Tân Hiệp. Nó rơi vào khoảng 500m đây anh chị ha. Đây, xã Tân Hiệp anh chị nhá. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất có cái diện tích là 2 mẫu 7 nằm trên mặt đường này luôn, là cái miếng đất này này. Cái miếng đất có cái nhà này anh chị ha. Đấy, nó bắt đầu từ cái cột điện này. Nó bắt từ cột điện này, nó chạy sang đến cổng chào của xã Tân Hiệp này anh chị ha. Thì cái đất này nó có hai mặt đường. Cái mặt tôi đang đứng đây được 18m mặt đường lên huyện, cộng thêm 90m mặt đường bên hông anh chị ha. Đất này nó lên được 5.000 SKC rồi anh chị nhá. Phù hợp cho anh chị nào mua về để làm kho, làm xưởng sản xuất anh chị ha. Miếng này này. Ở đây thì có điện ba pha này. Đó, dân cư xung quanh. Thì bây giờ tôi cùng anh chị đi một vòng quanh cái đất này anh chị ha. Bắt đầu từ cây cột điện này. Đó, nó chạy ra đây này. Đó, nó chạy ra đây này. Chạy ra đường bê tông luôn anh chị ha. Anh chị nhá. Đấy, trên đất nó có nhà này. Trên đất nó có cái nhà luôn anh chị nhá. Trên đất có nhà nhá. Đây là cổng chào này, cổng chào xã Tân Hiệp này. Đó, anh chị thấy không? Anh chị nhá. Anh chị nhìn thấy cổng chào nào cũng biết là gần ủy ban, gần trường học, gần trung tâm hành chính rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi lấy xe tôi chạy đi một vòng. Đấy, hướng này ra ủy ban này. Anh chị ha. Ở bên cạnh của cái miếng này người ta có một cái miếng này này, tới đây chuẩn bị làm xưởng rồi này. Người ta làm xung quanh xây tường bao hết này. Để em lấy xe đây. Rồi bây giờ tôi cùng anh chị đi tham quan. Có thổ cư chưa không anh? Có 5.000 SKC nhưng mà có thổ cư không? Nhiều anh chị lầm SKC, rất là hay lầm SKC với thổ cư anh chị ha. Tiện cái video này tôi chia sẻ cho anh chị luôn. SKC là đất để xây xưởng, còn thổ cư là đất để xây nhà ở anh chị nhá. Đó, đó là như vậy. Để cho nhiều anh chị không rồi ok, bắt đầu từ đây nhé. Đó, đây, đây là cổng chào của họ. Rồi chạy tới 18m. Ồ, 18m thì ra đây là không phải rồi. Để tôi xem nào. Chắc là đường sau anh chị ạ. Đường sau nhá. Giờ mình ra đường sau này. Bây giờ tôi đi vào đường Tân Hiệp 31 này. Ở dưới Bình Dương rất là hay nhá. Những cái đường hẻm, đường ngõ, đường ngách đều có tên đường hết này anh chị nhá. Đó, ở đây người ta cũng làm rất là nhiều kho xưởng nha anh chị nhá. Đây này, ở đây có một cái kho xưởng này. Đó, anh chị thấy không? Rồi, bắt đầu từ đây này. Bắt đầu từ cái bờ bê tông này này. Đó, anh chị nhá. Bắt đầu từ đây. Đó, một lần nữa tôi nhắc lại này. Cái đường bê tông này được 90m này, cộng thêm cái đường bên kia, đường DH509 được 18m nữa anh chị ha. Đó, vừa ấy tôi đứng cổng chào đó, đó anh chị nhá. Đó, tôi quay hết sức chi tiết để cho anh chị xem. Đó, đối diện cái khu này là khu xưởng gì đấy tôi không biết. Người ta làm gì đó, chắc cầu đường gì đó. Đó, anh chị ha. Trên đất thì người ta không làm gì cả. Theo tôi nghĩ là cái đất này, cái ông chủ này chắc ông ấy dự tính là làm xưởng đấy chị ạ. Vì người ta lên 5.000 SKC. Đúng rồi, lên 5.000 SKC rồi mà. Ở đây thì làm xưởng thì tốt lắm anh chị ạ. Tại vì sao anh chị biết không? Ở đây ấy là dân này, anh chị nhìn không? Dân xung quanh này, mình làm xưởng ở đây, mình cứ thế mình treo bảng, mình tuyển dụng thôi nó cũng dễ. Đó, người dân ở đây người ta cũng đông đúc mà. Bắt đầu từ đây ra ngoài bờ tường ngoài kia là 90m mặt đường. Đó, cái nóc nhà cho anh chị nhìn thấy không? Đó, đó nóc nhà với tôi đứng ngoài là ngoài đầu nhà nhá. Đó, ngoài đấy là đường DH509 được 18m, 90m mặt đường này. 5.000 SKC, 2 mẫu 7, xã Tân Hiệp, huyện Đồng Phú, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tôi cứ hay quên huyện Đồng Phú. Tại vì cái huyện Đồng Phú tiện đây tôi cũng giới thiệu cho anh chị luôn. Tới đây chúng tôi triển khai làm là huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương và huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước anh chị ha. Tôi sẽ làm cập nhật liên tục sản phẩm của hai cái huyện này. Một huyện cuối cùng của tỉnh Bình Dương và một huyện cửa ngõ của tỉnh Bình Phước anh chị ha, để cho anh chị có nhiều sự lựa chọn hơn anh chị ha. Đó. Ở đây để tôi hỏi cái giá này. Giá bao nhiêu anh nhỉ? 46 tỷ. 46 tỷ ha, có thương lượng nhá.
thì đất nào thì đất thì cũng phải có thương lượng rồi nhà anh chị nha. Đó, đó, 2 mẫu 7, 90m mặt đường bê tông, 18m mặt đường liên huyện, cách ủy ban trường học trạm xá thì 500m, dân cư thì xung quanh, điện 3 pha đầu đất, SKC đã lên 5.000 anh chị ha. À, đóng tiền hết rồi. À, bên kia có cái nhà máy kìa anh chị ha. Thì mọi thông tin về cái sản phẩm này thì anh chị cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc 0271 373 7968 ấy chị ha. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm thêm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị ha. À, hoặc là truy cập vào một website nữa, đó là cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com để tìm kiếm thêm đất làm xưởng, thêm nhà xưởng anh chị ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.